Nhận định Tottenham với Leicester City, căng thẳng đại chiến. Tottenham sẽ tiếp đón Leicester City trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 14 ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Tottenham sẽ tiếp đón Leicester City trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 14 ngoại hạng Anh. Sau thất bại ở vòng 13, gà trống chỉ đang hơn Leicester City đúng một điểm và chắc chắn, thầy trò huấn luyện viên Mourinho sẽ không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số trong cuộc chạm trán này. Sau chuỗi ngày thăng hoa với 10 trận đấu bất bại liên tiếp, Tottenham đã phải nhận một trận thua trước Liverpool tại vòng 13 ngoại hạng Anh. Đây mới là thất bại thứ hai của Spurs ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với việc đã phải nhận 4 trận hòa ở những vòng đấu trước, khoảng cách giữa gà trống và nhóm bám đuổi chỉ còn chưa đầy một chiến thắng. Về phía Leicester City, đội bóng này cũng vừa phải nhận một thất bại trước Everton ở vòng đấu trước và đây đã là trận thua thứ 5 sau 13 vòng đấu của bầy cáo. Dẫu vậy, thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers cũng không quá đáng lo khi họ vẫn giữ một suất trong top 4. Khoảng cách giữa Leicester City với Tottenham chỉ còn là một điểm. Và nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Rodgers có thể giành một chiến thắng trong trận đấu này, họ sẽ ngang nhiên vượt lên đối thủ của mình. Trong khi đó, bất kỳ đội bóng nào phải nhận một thất bại cũng sẽ đối diện nguy cơ bị văng khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu. Lịch sử đang đứng phía Tottenham khi trong quá khứ gà trống đã giành được 7 chiến thắng và chỉ phải nhận 4 thất bại trong những lần tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Bên cạnh đó, trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng London cũng đang áp đảo với 4 chiến thắng. Trận đấu sắp tới đây được dự đoán sẽ rất căng thẳng. Đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đang là những người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Leicester City cũng không phải dạng vừa khi đội bóng này đã gieo sầu cho cả Man City và Arsenal ở mùa giải năm nay. Dự đoán tỷ số, Leicester City 0-2 Tottenham.